Lúc đó Gina gặp nguy hiểm. Chỉ tại sao Gina lại chơi trò chơi đó? Để chết đó. Hi, hôm nay tụi mình sẽ tổ chức một buổi bạc tây tại nhà con trai. Có ai muốn tham gia không? Dũng Sơn nói là Dũng Sơn đang ở chỗ cái thang máy, nơi mà con Gina mất tích.